Xin giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách xem ngày. Cuốn này nó với khuôn khổ gần 200 trang. Nó cho ta một số các kiến thức về cái thuật trạch cát xem ngày lành tháng tốt. Đây là cái bảng xem tuổi và xem mệnh theo ngũ hành. Nó có cái ngũ hành nạp âm và cung phi của nam và nữ ở đây. Tức là cho 60 hoa giáp. Và đây là cái bài xét tổng quan về cái tính cách của mỗi con người mà người ta dựa theo cái ngày tháng năm sinh để người ta luận đoán tính cách của mỗi người qua các cái ngũ hành nạp âm của mỗi người. Và đây là cái bảng mà địa chi tàng chứa can để người ta xét khi chúng ta có được cái ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, giờ sinh thì người ta sẽ tính cái ngũ hành của ngày giờ tháng năm sinh để người ta xét tính cách của mỗi con người. Còn đây là cái bài nói về hướng nhà tốt xấu của mỗi người theo bát trạch, tính theo cung phi. Bài này thì người ta nói về cung phi và tính về hướng của nhà. Và đây là cái bài mà những các cái việc nên làm và không nên làm theo từng tháng trong năm, bất cứ năm nào cũng thế. Ví dụ như tháng 10, tiết lập đông tháng 10, thiên đạo đi về phía đông, nên đây là hướng cát, nên thường xuyên xuất hành về phía đông, nên tu tạo ở phương đông. Thiên đức thì ở Ất, tức là phương Ất, hướng Ất, hoặc ngày Ất, giờ Ất. Nguyệt đức thì ở Giáp, nguyệt đức hợp thì ở Kỷ, nguyệt không ở Canh, thiên đức hợp ở Canh. Những phương vị này nên tu tạo, chọn đất là rất tốt. Nguyệt kiến ở Hợi, nguyệt phá thì ở Tỵ, nguyệt yểm thì ở Sửu, nguyệt hình thì ở Hợi. Nguyệt hại ở Thân, kiếp sát ở Thân, tai sát ở Dậu, nguyệt sát thì ở Tuất. Những phương này thì nên kiêng tu tạo. Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt. Thì nhìn chung với cái cuốn sách này thì chúng ta có thể lựa chọn cho chúng ta những các cái ngày, giờ, tháng năm tốt theo các tuổi để ta làm các cái việc đại sự. Như động thổ, làm nhà, về nhà mới, cưới hỏi, ma chay, bốc mồ, bốc mã. Để chúng ta xem, ta chọn các cái ngày lành tháng tốt. Tôi giở sơ qua cái cuốn này để cô chú anh chị tham khảo. Xem trong đây nó có những cái nội dung gì. Đây là cái phần nói về những cái ngày xấu trong tháng, trong năm. Đây là cái bảng chi tiết từng ngày trong tháng theo tiết khí. Đây là cái bài nói về tính chất xấu tốt của các sao trong 28 sao, tức là nhị thập bát tú. Đây là cái bảng sao tốt để chúng ta lựa chọn.
Ví dụ như cái ngày nào mà có sao âm đức thì nó tốt cho mọi việc, nhất là việc thờ cúng. Còn sao bất tương thì nó tốt cho hôn nhân. Sao cát khánh thì nó tốt cho mọi việc. Tức là trong đây là người ta sẽ lược ra cho chúng ta các cái bảng sao tốt và sao xấu để cho chúng ta lựa chọn, và chúng ta tránh những các cái sao xấu ra. Còn đây là cái bảng tìm các cái sao tốt ở các cái ngày trong tháng. Ví dụ tháng giêng ngày đinh là nó sẽ có sao thiên đức. Tháng 7 ngày quý, tháng 2 ngày thân, tháng 3 ngày nhâm và tháng 4 ngày tân. Các cái bảng này để ta tìm các cái sao như thiên đức, nguyệt đức, rồi là nguyệt ân, các cái sao tốt. Ví dụ như cái ngày mà có cái sao thiên thành là nó tốt cho cưới gả, rồi giao dịch. Ví dụ tháng giêng là ngày mùi, tháng 2 ngày dậu, tháng 3 ngày hợi. Tất cả các cái cách tính họ đã lược ra đây để cho chúng ta chọn các cái ngày tốt, ngày xấu. Đây là cái bảng mà người ta lược ra những các cái sao xấu ở trong cái bảng này. Ví dụ như cái sao thiên địa chuyển sát là kỵ cho động thổ. Còn cái sao thập ác đại bại thì tránh mọi việc. Đấy. Ví dụ như ta xem các cái ngày mà nó đại kỵ cho tất cả mọi việc thì các cái công to việc lớn ta không nên sử dụng vào các cái ngày đó. Đấy, những ngày tốt, ngày xấu người ta đều lược ra đây để cho chúng ta thuận lợi trong cái việc tìm kiếm ngày giờ tốt. Ví dụ những ngày trùng phục là kỵ hôn nhân, kỵ mai táng, kỵ cải táng. Thế ngày trùng phục thì tháng giêng, ngày canh. Tất cả các ngày canh của tháng giêng nó là ngày trùng phục. Tháng 2 nó là ngày tân, tháng 3 nó là ngày kỷ. Vậy thì khi ta xem, ta biết được như thế thì ta sẽ tránh về cái việc hôn nhân, mai táng và cải táng ra. Thế còn cái ngày hồng sa sát chẳng hạn thì kỵ là xây cất, cưới hỏi, xuất hành. Thế thì nó kỵ cho từng việc, ở đây chúng ta lựa. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.